Sau khi quý phụ huynh và các em học sinh nhận được tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng Teams do giáo viên chủ nhiệm cung cấp, chúng ta sẽ tiến hành các thao tác sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ mở biểu tượng Teams ra sẽ thấy giao diện như sau. Ở ô trống yêu cầu nhập email, điện thoại, chúng ta sẽ nhập tài khoản được cấp. Lưu ý nhập thật chính xác tài khoản. Sau khi nhập xong tên tài khoản, chúng ta chọn đăng nhập. Sau đó chúng ta nhập thật cẩn thận và chính xác mật khẩu tài khoản của học sinh đã được gửi về. Bước tiếp theo là xác minh tài khoản. Ở bước này chúng ta được yêu cầu đổi mật khẩu. Có 3 dòng. Dòng thứ nhất, chúng ta nhập lại lần nữa mật khẩu đã được giáo viên chủ nhiệm gửi về. Dòng thứ hai, chúng ta nhập khẩu mới. Lưu ý, khi đặt mật khẩu, chúng ta tránh lặp lại những từ đã có trong tên tài khoản và những mật khẩu thường gặp, dễ đoán. Nên đặt mật khẩu có cả chữ và số, dài từ 8 ký tự trở lên nhưng phải giúp chúng ta dễ nhớ. Ví dụ, tên tài khoản là nguyennam6.1a@lequidon.edu.vn thì mật khẩu không được có những từ như trên, chẳng hạn Nguyễn, Nam, Lê. Sau khi nhập xong mật khẩu, chúng ta có thể nhấn lại biểu tượng xem ở bên phải dòng để hiện lên mật khẩu mới và chúng ta dễ kiểm tra xem đúng với mật khẩu chúng ta mới đặt hay chưa. Ở dòng thứ ba, chúng ta nhập lại một lần nữa mật khẩu mới giống dòng thứ hai và cũng kiểm tra bằng cách tương tự. Chúng ta chọn đăng nhập. Nếu mật khẩu chúng ta đặt chưa phù hợp, sẽ có dòng thông báo màu đỏ hiện lên, chúng ta sẽ điều chỉnh lại mật khẩu mới theo hướng dẫn. Chúng ta sẽ thao tác nhập lại mật khẩu mới như vừa rồi. Sau đó, nhấn chọn đăng nhập. Nhập mật khẩu mới phù hợp sẽ hiện ra giao diện như sau. Chúng ta nhấn chọn tiếp theo. Ở bảo vệ tài khoản của bạn, phần điện thoại, bạn muốn dùng số điện thoại nào? Chúng ta chọn vào dấu V, lướt chọn Việt Nam mã 84, nhập số điện thoại di động của phụ huynh. Lưu ý không nhập số 0 ở đầu. Ví dụ, số điện thoại là 0933, thì chúng ta bắt đầu nhập từ 933, chọn gửi mã cho tôi qua tin nhắn. Chúng ta sẽ kiểm tra trên điện thoại tin nhắn gửi đến của Microsoft. Trong tin nhắn gửi đến sẽ có mã code gồm 6 ký tự, chúng ta nhập lại chính xác 6 ký tự đó vào ô nhập mã. Lưu ý, mã này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, chúng ta cần để ý tin nhắn để nhập mã kịp thời. Nếu chúng ta chờ quá lâu mà chưa nhập mã gửi đến, mã sẽ hết hiệu lực. Khi đó chúng ta phải bấm chọn gửi lại mã để nhận mã khác. Sau đó chúng ta chọn tiếp theo. Chọn tiếp theo, chọn hoàn thành. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xác minh tài khoản và đăng nhập thành công vào Teams. Các thao tác này chúng ta chỉ cần làm một lần duy nhất khi đăng nhập lần đầu vào Teams. Từ lần đăng nhập tiếp theo trở đi, chúng ta không cần phải xác minh. Nếu chúng ta mở Teams trên máy tính khác thì chỉ phải nhập tài khoản và mật khẩu mà chúng ta đã đổi. Vì vậy, quý phụ huynh và các em học sinh cần ghi chú lại tên tài khoản cũng như mật khẩu mới đặt. Như vậy chúng ta đã hoàn thành đăng nhập tài khoản Teams và thực hiện việc vào phòng học trực tuyến như hướng dẫn. Nếu gặp bất kỳ trở ngại nào trong việc đăng nhập Teams lần đầu tiên, quý phụ huynh vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp để được tư vấn hỗ trợ. Chúc quý phụ huynh và các em học sinh thành công!